Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Năm 2019 có 62 nhà khoa học của nông dân xuất sắc đã được tôn vinh. Tháng 1 năm 2020, chuyên gia nông nghiệp Mỹ sang phối hợp với Việt Nam nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Rực rỡ vùng đất hoa Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong những ngày giáp Tết. Du lịch miệt vườn và thắng cảnh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, liên hiệp với các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tổ chức tôn vinh 62 nhà khoa học của nhà nông xuất sắc năm 2019. Tối ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức tôn vinh 62 nhà khoa học của nhà nông xuất sắc năm 2019. Tới dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. 62 cá nhân được tôn vinh là những nhà khoa học chuyên và không chuyên, có những sáng chế, giải pháp phục vụ cống hiến cho ngành nông nghiệp và đời sống nông dân, tiêu biểu như tác giả của giống lúa được bình chọn là ngon nhất thế giới, máy gieo cỏ và thu hoạch cỏ, máy tuốt lạc. Đây là lần thứ hai lễ tôn vinh nhà khoa học của nhà nông được tổ chức như là một hình thức tri ân của nông dân Việt Nam đối với các nhà khoa học có những nghiên cứu để đưa ra những công trình, giải pháp, sáng kiến của mình, đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tháng 1 năm 2020, chuyên gia nông nghiệp Mỹ sẽ sang phối hợp với Việt Nam nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Hiện các công tác tăng cường phát triển sản xuất chăn nuôi đang được triển khai mạnh mẽ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dịp Tết Canh Tý cũng như những tháng sau Tết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm, việc nghiên cứu vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Sắp tới Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ và Hà Lan. Trước mắt, các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn bán tự phát qua biên giới, đảm bảo khâu thương mại, không để trục lợi, găm hàng. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển chăn nuôi mới, cần phát triển hài hòa cơ cấu các nhóm thực phẩm, đảm bảo kinh tế, an toàn sinh học, đồng thời cân đối dinh dưỡng trong bữa ăn. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương có thế mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Nuôi cá thủy nhuyễn thể đang là đối tượng nuôi chủ lực của địa phương. Năm 2019, huyện Vân Đồn đưa 2.100 hectare vào nuôi nhuyễn thể, mỗi hectare cho doanh thu 1 tỷ đồng. Thời điểm này, nhiều hộ nuôi hàu ở Vân Đồn đang khẩn trương thu hoạch. Năm nay, phần lớn những hộ nuôi hàu ở đây đều đạt sản lượng cao hơn so với năm ngoái. Mỗi hecta hàu cho thu hoạch từ 60 đến 80 tấn, với giá bán từ 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Nhà tôi nuôi nhiễm thể năm thứ 3 và sản lượng vừa rồi tôi mới thu được một nửa, được khoảng 80 tấn. Và giống phát triển rất là tốt. Giá cả cũng hợp lý và đang tăng dần lên nên là chúng tôi đang rất muốn mở rộng thêm để phát triển ra nữa. Một năm thì nhà tôi cũng thu được khoảng 200 tấn, 200-300 tấn vậy. Cũng đạt, cuối năm cũng đạt được khoảng 2-3 tỷ. Năm 2019, diện tích nuôi nhuyễn thể của huyện Vân Đồn khoảng 2.400 hecta, ước tính mỗi hecta cho doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương. Trong thời gian tới thì Vân Đồn tiếp tục phát huy và đầu tư phát triển sản xuất mở rộng, tăng cường công tác quản lý cái việc giao cho thuê mặt nước cũng như là việc sử dụng mặt nước nuôi trồng sản nằm trong quy hoạch và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm cái luồng lạch và nuôi không theo quy hoạch. Tuy nhiên, để nghề nuôi nhuyễn thể ở Vân Đồn phát triển bền vững, chính quyền và cơ quan chuyên môn ở đây cần quan tâm vấn đề quy hoạch và kiểm soát con giống. Vân Đồn cần quan tâm vấn đề quy hoạch chi tiết và cái việc quy hoạch chi tiết là phải căn cứ đánh giá sức tải môi trường để căn cứ vào đó quy hoạch số hộ nuôi và sản lượng nuôi hàng năm là được bao nhiêu cho nó phát triển một cách bền vững. Cái thứ hai là quan tâm hướng dẫn bà con lấy con mua con giống là phải có nguồn gốc, có hóa đơn chứng từ theo quy định để chúng ta góp phần vào cái việc quản lý chặt chẽ cái nguồn đầu vào. Phát huy lợi thế về nuôi nhuyễn thể,
huyện Vân Đồn đang triển khai cấp mã cơ sở nuôi và khuyến khích các hộ nuôi theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cung cấp cho thị trường, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Hàng vạn giỏ hoa của vùng hoa Văn Giang tỉnh Hưng Yên đã có mặt trong việc trang trí tô thắm thành phố Hà Nội trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để quảng bá cho vùng hoa ven đô này. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Khởi Tuấn Kiệt. Trên các tuyến đường dẫn vào hai làng nghề hoa cây cảnh xã Xuân Quan và xã Phụng Công huyện Văn Giang, những ngày này đã tấp nập nhộn nhịp. Khá nhiều các sản phẩm hoa cây cảnh mang tính đặc trưng ở đây như hoa trà, hoa hải đường, hoa hồng đang được các thương lái khẩn trương vận chuyển lên xe để mang đi các tỉnh xa cho dịp Tết. Bên trong các nhà vườn đang tập trung chăm sóc, trưng bày các sản phẩm để phục vụ khách hàng. Trung bình mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt khách đến tham quan chiêm ngưỡng và tìm mua các sản phẩm của địa phương. Từ mấy năm nay, nơi đây thực sự trở thành trung tâm cung cấp hoa cây cảnh cho thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hoa ở đây rất đa dạng, phong phú, có rất nhiều loại hoa và các loại cây cảnh khác nhau. Cho nên là đây là một lựa chọn khá là thú vị cho em. Cùng với hàng nghìn hộ trồng sản xuất hoa cây cảnh, cây công trình thì ở đây còn có tới vài chục doanh nghiệp tiêu thụ và giới thiệu sản phẩm các mặt hàng hoa cây cảnh sản xuất tại địa phương. Để đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các hộ kinh doanh ở đây còn nhập về rất nhiều các loại hoa cây cảnh, cây kiểng của các địa phương khác như Đà Lạt, Sa Đéc, một số loại hoa nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan như hoa tulip, hoa lan, địa lan, hoa mai đỏ. Để phục vụ cái thị trường Tết năm nay, công ty có tiêu thụ hàng của địa phương và nhập rất là nhiều hoa cây cảnh của các tỉnh thành khác và có một số loại nhập từ nước ngoài nữa. Giá cả năm nay thì ổn định và hợp lý, lượng người mua gọi là gần như gấp đôi. Cơ bản giá bán hoa cây cảnh năm nay ổn định, tương đương năm ngoái. Trung bình hoa lan có giá từ 160 đến 180.000 đồng một giỏ, từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng một cây hoa trà, cây hải đường. Riêng hoa hồng có giá từ 200.000 đến 300.000 và đến cả chục triệu đồng tùy theo từng loại. Các loại hoa treo thông thường có giá từ 50 đến 100.000 đồng một chảo. Hiện trên các trục đường chính và khu trung tâm thị trấn Văn Giang, các loại cây truyền thống như bưởi, cam quất được trưng bày, bán khá nhiều. Đến giờ phút này là bà con bán cũng tương đối nhiều rồi. Và hiện tại thì giá cả của cái bưởi năm nay là nó cao hơn năm ngoái một chút. Từ bây giờ đến tầm mùng 10 thì gần như là bọn tôi bán gần như hết các cây loạt rồi. Còn bắt đầu từ mùng 10 trở ra thì bắt đầu bán những cây trung trung. Thời điểm này, trên 70% diện tích cây cảnh đã được khách hàng đặt mua. Năm nay, quất uốn tỉa tạo thế, trồng trong chậu, lọ lục bình đang là loại cây thu hút được khá nhiều khách hàng và vẫn giữ giá như năm ngoái. Trung bình ở mức từ 400 đến 500.000 đồng một cây quất sáng tháp và từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng một cây quất trên chậu và quất thế. Cam quýt bưởi cảnh đã lên chậu có giá bán trung bình khoảng từ 2 triệu đến 4 triệu đồng một cây. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Du lịch Hà Nội, ngành du lịch thủ đô đã đón gần 29 triệu lượt khách, trong đó có hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt gần 20 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018. Năm 2019 được xem là năm có nhiều thành tích của du lịch thủ đô. Hà Nội liên tục được các tổ chức du lịch, các trang thông tin du lịch uy tín trên thế giới bình chọn là điểm đến ấn tượng. Đáng lưu ý, Hà Nội vinh dự là một trong 19 ứng cử viên hạng mục điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2019 để bình chọn tại giải thưởng World Travel Award, giải thưởng có uy tín nhất của tổ chức du lịch thế giới. Đây chính là cơ hội để Hà Nội quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội, Việt Nam, thủ đô có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, thành phố vì hòa bình đến với thế giới. Năm 2020, ngành du lịch Hà Nội phấn đấu thu hút khoảng 32 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2019. Trong đó khách quốc tế là 8,22 triệu lượt, khách lưu trú là 5,77 triệu khách, tăng 17%.
tổng thu từ du lịch đạt 116.762 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã được biết đến là kinh đô của quả vải thiều, một thứ quả ngọt thơm và bổ dưỡng, là vựa cây ăn quả của các loại như cam, bưởi, nhãn, táo. Để khai thác thế mạnh trong phát triển du lịch, những năm qua, huyện đã thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện hình thành sản phẩm du lịch tham quan, điểm đến miệt vườn và thắng cảnh tại huyện Lục Ngạn. Những ngày này, tại nhiều địa phương của huyện Lục Ngạn đang bước vào vụ thu hoạch cây có múi. Cùng với niềm vui khi hoa trái được mùa, được giá, bà con nông dân không khỏi vui mừng phấn khởi khi đón các đoàn khách về tham quan. Sự thân thiện, cởi mở của người Lục Ngạn đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Ở đất nước tôi, những trái bưởi này đều nhập khẩu từ nước ngoài. Đến đây thật là thú vị, tôi rất ấn tượng với những cây trái như thế này. Nó thật tuyệt vời. Khí hậu ở đây cũng rất dễ chịu, con người gần gũi. Tôi sẽ tới đây cùng các bạn của mình để cùng đi du lịch khám phá mảnh đất nơi đây. Gia đình bà Vũ Thị Phượng là một trong những hộ có diện tích trồng cây ăn quả khá lớn của thôn Tân Trường, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn. Với gần 10 năm kinh nghiệm trồng cây có múi, năm nào gia đình bà cũng đón nhiều đoàn khách về tham quan. Đây cũng là cơ hội để gia đình bà Phượng cũng như những hộ dân trồng cây ăn quả tại địa phương quảng bá sản phẩm nông sản tới khắp mọi miền trong nước và quốc tế. Không hề phun thuốc cỏ một lần nào hết. Riêng cái giống này là tôi không phải là đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng mà chính sức khỏe của chúng tôi là quan trọng nhất. Ngày xưa không có hội chợ này thì chúng tôi cũng khó khăn, nhưng mà từ khi có hội chợ này chúng tôi cảm thấy dễ dàng nhiều. Thực tế cho thấy, những giống cam bưởi trồng trên đất Lục Ngạn đều có xuất xứ từ vùng miền khác, thế nhưng dường như khí hậu, thổ nhưỡng và sự chăm chỉ của con người nơi đây đã khiến cho những trái bưởi, trái cam có hương vị thơm ngon đậm đà riêng. Rất là sai quả, chĩu chịt luôn, một cây rất là nhiều quả và thực sự là màu rất là đẹp. Cam thực sự sạch, bưởi thực sự sạch và rất là thơm. Đến cổng cái đã ngửi mùi thơm mình rồi. Về đây là những kiểu miệt vườn trong miền Nam rồi đấy. Lần này đến Lục Ngạn thì chúng tôi thấy cái tiềm năng du lịch của Lục Ngạn rất là tốt. Mở ra một cái khả năng về du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn. Hội chợ cam bưởi và các sản phẩm nông nghiệp của huyện Lục Ngạn được tổ chức từ năm 2016. Đây không chỉ là dịp để quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện với bạn bè tới tham quan du lịch, mà còn là dịp giao lưu gặp gỡ của những người nông dân và du khách thập phương khi về với vùng đất Lục Ngạn thân thiện mến khách. Trong một huyện Lục Ngạn này có nhiều xã, thì em thấy là mọi xã cùng tham gia này, cùng đoàn kết với nhau, em thấy ấn tượng là như vậy. Được thiên nhiên ưu đãi, vùng đất Lục Ngạn ngày càng lên hương, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân làm chủ phú quê hương, sự phát triển ấy còn giúp cho chính quyền, các doanh nghiệp đưa ra những hoạch định hình thành sản phẩm du lịch tham quan, điểm đến miệt vườn và các thắng cảnh đẹp tại Lục Ngạn. Thời gian gần đây liên tục có những thông tin khuyến cáo về tình hình ô nhiễm không khí ở Việt Nam trong mức báo động, đứng đầu trong bảng xếp hạng ô nhiễm không khí trên thế giới. Thành phố Hà Nội còn cho phép học sinh nghỉ học nếu ô nhiễm không khí chạm mức nguy hại, chỉ số AQI trên 300. Cùng với các giải pháp từ cơ quan chức năng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, hạn chế phần nào ảnh hưởng của ô nhiễm, nhiều trường học đã phải giảm tải các hoạt động ngoài trời. Chào cờ trong lớp thay vì tập trung dưới sân trường. Những cột bóng rổ vắng học sinh. Thay vì hoạt động tập thể dục ngoài trời, thì phòng đa năng trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều trường hiện nay. Hàng ngày thì vẫn cứ nhắc học sinh mở cửa, nhưng đến thời điểm này thì giảm thiểu cái việc mở cửa phòng cửa lớp, để đến khi nào cái chỉ số của không khí an toàn thì lại tiếp tục việc mở cửa cho học sinh. Tất cả những cái hoạt động ngoài trời như hoạt động thể chất thì chúng tôi tổ chức ở trong nhà. Giờ ra chơi thì cũng khuyến cáo các con hạn chế ra ngoài, có thể chơi những cái trò vận động nhẹ nhàng hoặc là đọc sách hoặc là chơi những cái trò chơi tập thể ở trong lớp. Còn tại trường liên cấp Newton, giờ ra chơi thay vì ra ngoài sân thì học sinh ngồi trong lớp nghe hướng dẫn về những thông báo bảng màu, thể hiện mức độ ô nhiễm không khí ngoài trời. Mỗi lớp sẽ có một bảng màu như thế này, giúp các em học sinh trong lớp nhận biết để hạn chế ra ngoài khi ô nhiễm tăng cao. Xanh thì mình có thể ra ngoài chơi, vàng thì những người bị ho hoặc ốm hoặc bị sổ mũi thì sẽ hạn chế ra chơi. Trên điện thoại của mình có cài app để có thể theo dõi trực tiếp với những cái khoảng thời gian nhất định thì 500 sẽ di chuyển và lưu ý các con khi hoạt động ngoài trời.
Trước tình trạng ô nhiễm báo động, thành phố Hà Nội có chỉ thị trong trường hợp ô nhiễm không khí chạm mức nguy hại, các trường mầm non, tiểu học cho các cháu học sinh sắp xếp lịch học phù hợp. Tuy nhiên, đại diện nhiều trường cho rằng việc cho đồng loạt học sinh nghỉ học rất khó thực hiện, nhất là khi chưa có hướng dẫn cụ thể. Giả sử cái giờ đấy chúng tôi muốn cho học sinh nghỉ, nhưng mà lại còn vướng việc là hoàn thành cái chương trình giáo dục như thế nào. Và mình có một điều rất quan trọng là mình có được phép là cho các cháu học sinh, cho các thầy các cô nghỉ ở trong giờ đấy không, khi mà chưa có những cái văn bản chỉ đạo. Và mình làm như vậy thì hoàn toàn có thể là vi phạm những cái điều quy định của ngành giáo dục. Cái diễn biến của cái không khí ấy nó sẽ còn phức tạp hơn nữa và ở những cái thời gian rất là dài ấy. Thế thì trong trường hợp ấy chẳng nhẽ là các nhà trường cứ nghỉ học hay là sao, đúng không? Kế hoạch một năm học, biên chế một năm học nó đã lên trước hết cả rồi. Bụi mịn không khí sẽ làm cho chức năng phổi nhanh chóng suy giảm, ảnh hưởng nguy hại trực tiếp nhanh nhất đến người già và trẻ nhỏ. Hàng loạt quốc gia đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phương án đảm bảo sức khỏe cho học sinh mầm non và tiểu học lại vẫn đang giao phó cho các trường tự giải quyết. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, tái sản xuất sức lao động, góp phần đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định tầm quan trọng này, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm chú trọng và chủ động tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho người lao động. Các doanh nghiệp cung cấp bữa ăn cho người lao động, vì thế cũng phải cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối các loại thực phẩm cung cấp vào các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, ghi nhận tại tỉnh Hà Nam. Hiện nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có gần 300 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể với quy mô từ vài trăm đến vài nghìn người ăn. Trong đó, gần 200 doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, gần 100 doanh nghiệp thuê các đơn vị đưa suất ăn vào doanh nghiệp. Ghi nhận từ thực tế, hầu hết các bếp ăn tập thể đã chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, như thực hiện cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm, ký hợp đồng trách nhiệm với đơn vị cung cấp thực phẩm, ghi chép, lưu mẫu thức ăn. Ở các bếp ăn tập thể, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sơ chế biến thực phẩm được đầu tư đảm bảo theo quy định. Việc quan tâm đến chất lượng bữa ăn tại bếp ăn tập thể trong doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào tại các bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, trước nhu cầu các bếp ăn tập thể ngày càng nhiều, cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm vào các doanh nghiệp ngày càng tăng, khó kiểm soát, đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của người lao động. Tổng cục Hải quan phát hiện 3 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe đạp điện Trung Quốc có dấu hiệu đưa hàng hóa về để lấy nguồn gốc xuất xứ Việt Nam để được hưởng thuế ưu đãi khi xuất khẩu sang Mỹ. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và phát hiện vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp Excel 100% vốn Trung Quốc. Công ty này thành lập năm 2018, nhập khẩu 100% linh kiện xe đạp điện, xe lướt điện từ Trung Quốc về Việt Nam để lắp ráp đơn giản ở giai đoạn cuối cùng, không trải qua bất kỳ công đoạn gia công sản xuất nào. Sau đó, đơn vị này đã xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh sang Mỹ với tờ khai xuất xứ Việt Nam để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi. Tổng cục Hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và xử phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ tang vật. Bên cạnh đó, cục kiểm tra sau thông quan cho biết cũng đã phát hiện hành vi gian lận để hưởng xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ của 4 đơn vị, trong đó có 3 công ty lắp ráp xe đạp điện và 1 lắp ráp sản phẩm gỗ. Các doanh nghiệp này đều thừa nhận vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.